đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Ngô Kiến Huy và hot girl Ribisachi bị phát hiện đi du lịch chung giữa nghi vấn hẹn hò. Chuyện tình cảm của Ngô Kiến Huy một lần nữa thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy chia sẻ hình ảnh được chụp tại một địa điểm du lịch, giọng ca truyền thái y mặc áo ấm, đeo bao tay nhưng không nói rõ địa điểm dừng chân. Chia sẻ bức ảnh nhí nhố cùng Minion, nam ca sĩ hài hước viết, hôm nay 29 tháng 2, 4 năm một lần nha, tỏ tình Rush Minion. Ngô Kiến Huy chia sẻ hình ảnh trong một chuyến du lịch, nhanh chóng sau đó người hâm mộ nhận ra, khung cảnh trong bức hình của Ngô Kiến Huy trùng khớp với địa điểm du lịch mà Sĩ Thanh chia sẻ trong chuyến đi Hàn Quốc cách đây không lâu. Đáng nói, đi cùng có người bạn trai Huỳnh Phương còn có hot girl Ribisachi, người được cho là có mối quan hệ tình cảm với chàng bóp suốt thời gian qua. Sĩ Thanh cũng check-in tại địa điểm cùng với Ngô Kiến Huy, chuyến đi còn có Huỳnh Phương và Ribisachi. Chuyến đi Hàn Quốc của nhóm cách đây không lâu gồm Huỳnh Phương, Sĩ Thanh, Ribisachi, Ngô Kiến Huy được cho là nhân vật giấu mặt. Phát hiện mới nhất khiến nhiều người tin rằng Ngô Kiến Huy và thành viên nữ của nhóm hài Pháp TV đang bí mật hẹn hò. Một tài khoản mạng cho biết Sĩ Thanh và Huỳnh Phương có chuyến du lịch Hàn Quốc kỷ niệm gần một năm yêu nhau, đi cùng là Ngô Kiến Huy và Ribisachi. Trước từng có tin đồn Ngô Kiến Huy và Ribi hẹn hò, điều này càng chứng minh tin đồn hẹn hò trước đó là thật. Sau đó, phía dưới bài đăng của giọng ca truyền thái y, nhiều người cũng chỉ ra phát hiện tình cờ. 4 năm mới có một lần chúc anh và chị Ribi mãi hạnh phúc. Biết ngay mà cái này chụp cùng ngày đi hàng với Ribi. Nghi vấn hẹn hò là có thật 100%, dân mạng bình luận. Cách đây một tháng, tin đồn yêu đương giữa Ngô Kiến Huy và hot girl sinh năm 1990 râm ran trong cộng đồng mạng. Khi ấy, nhiều bằng chứng đưa ra cho thấy cặp đôi thường xuyên check-in tại một địa điểm trong khoảng cùng thời gian. Dù đó mới chỉ là suy đoán, nhưng cũng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Về tin đồn hẹn hò hot girl xinh đẹp, Ngô Kiến Huy chưa chính thức lên tiếng. Chính vì điều này, nhiều người đã lên tiếng ủng hộ với hy vọng thuyền tình sẽ nhanh chóng cập bến. Trước đó, cả hai từng có cơ hội đóng cặp trong MV của Pháp TV, được nhận xét là xứng đôi vừa lứa cả về ngoại hình lẫn tài năng. Phi Thanh Vân khuyên phái đẹp đừng từ chối khi đàn ông cho tiền. Với kinh nghiệm của bản thân, Phi Thanh Vân khuyên các chị em đừng bao giờ từ chối hay phủ nhận lòng tốt của đàn ông. Sau 3 năm chia tay người chồng thứ hai là Bảo Duy, Phi Thanh Vân gần như ở ẩn, cô không mặn mà với các hoạt động showbiz hay có thêm bất kỳ chiêu trò chú ý nào. Về chuyện tình cảm sau khi kết thúc mối tình 3 tháng ngắn ngủi với một vị đại gia tên Dương, đến nay cô khá kín tiếng về chuyện đời tư. Phi Thanh Vân, phụ nữ quyến rũ và những món quà bất ngờ, từ ngày chọn cuộc sống độc thân và theo đuổi con đường kinh doanh. Nữ hoàng giao kéo ngày càng xinh đẹp và tự chủ về mặt kinh tế, cựu diễn viên cũng thừa nhận cô rất nhiều người tán tỉnh, nhưng cô chưa muốn đến vì nhiều nguyên do. Vừa qua ngày 28 tháng 2 trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân bất ngờ khoe được một người. Anh luôn yêu quý lì xì 20 triệu đồng Tết muộn. Từ câu chuyện nhận quà của một người anh trai, nữ hoàng da nâu đưa ra những lời khuyên dành cho chị em phụ nữ. Phụ nữ đừng bao giờ từ chối hay phủ nhận lòng tốt của đàn ông, bởi lẽ sau này họ sẽ không bao giờ giúp đỡ hay tặng bất kỳ món quà nào nữa. Cô còn nói thêm rằng, phụ nữ quyến rũ và những món quà bất ngờ, khi thấu hiểu đàn ông, phụ nữ sẽ luôn được yêu chiều hết mực, và bằng chứng sống chính là Vân. Phi Thanh Vân, yêu phải chọn người đàn ông tốt nhất. Phi Thanh Vân được xem là một trong những mỹ nhân Việt không suôn sẻ trong chuyện tình yêu. Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân với một người chồng Tây và chồng Việt, nhưng tất cả đều đứt gánh. Sau ly hôn, cô chỉ giữ mối quan hệ tốt đẹp với người chồng đầu tiên. Đã trải qua mọi cung bậc của tình yêu, nên Phi Thanh Vân là người hiểu rõ nhất về giá trị của tình yêu. Cô từng chia sẻ về quan điểm này rằng, yêu hay không, yêu không quan trọng. Yêu phải chọn người đàn ông tốt nhất với mình và là tình yêu thực sự. Yêu bằng cả trái tim và kiến thức tâm lý, vì tình yêu không có nền tảng kiến thức, cũng tựa người mù, đi trong rừng không thể tìm lối ra. Quan điểm của Phi Thanh Vân tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Một bên ủng hộ cô, còn một bộ phận thì chỉ trích cô thực dụng.
Sau một tuần diễn ra hôn lễ, ảnh cưới lung linh của Tóc Tiên mới lộ diện. Tất cả các khung ảnh của Tóc Tiên trong đám cưới đều được cô giấu kín và vô tình bạn bè lại đăng tải trên mạng xã hội. Vào ngày 20 tháng 2, 2020, mọi người đứng ngồi không yên trước thông tin Tóc Tiên đã chính thức lên xe hoa với Hoàng Tulliver, cả hai tổ chức ngày trọng đại tại thành phố Sương Mù. Vốn là người kín tiếng, ông xã cũng không thích phô trương, nên tất cả mọi thứ đều diễn ra trong bí mật và không hé lộ bất cứ hình ảnh nào. Tóc Tiên làm cô dâu xinh đẹp trong hôn lễ. Dù đã trải qua ngày vui, ai cũng biết họ đám cưới, nhưng người trong cuộc nhất định chẳng khoe một bức ảnh chỉnh chu nào. Thậm chí các nghệ sĩ đi dự tiệc cũng chỉ đăng tải hình ảnh với chú rể, cô dâu đều che chắn cẩn thận bằng các biểu tượng. Mới đây nhất, người làm chủ hôn cho cặp đôi tại buổi tiệc mừng đăng tải những hình ảnh đẹp nhất của cặp đôi tại thời khắc làm lễ trên sân khấu. Đến lúc này thì khán giả mới có dịp xem cận cảnh Tóc Tiên xinh đẹp ra sao khi trở thành cô dâu. Tóc Tiên chọn kiểu váy cô dâu cực đơn giản, bẹt phai, cổ khóa sau, khoe vòng một gợi cảm. Khung ảnh để lộ diện mạo rõ nhất của cô dâu và chú rể hiếm lắm mới được xuất hiện. Họ đều chụp ảnh kỷ niệm với quan khách nhưng không chia sẻ trên mạng xã hội vì muốn mọi thứ riêng tư nhất có thể. Chỉ có khoảng 50 người thân xuất hiện trong đám cưới đặc biệt của Tóc Tiên và Hoàng Tulliver. Tóc Tiên cảm ơn ông xã. Trong dịp đám cưới, hầu hết nhân vật chính đều có đôi lời nhắn nhủ bày tỏ tình cảm của mình với người bên cạnh. Đây là dịp để họ đem hết những suy nghĩ của mình trong suốt thời gian hẹn hò và đến giây phút quan trọng nhất. Tóc Tiên gửi gắm: "Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương và thấu hiểu em mỗi ngày. Dù em là một cô gái cá tính, nhưng khi bên anh em thấy mình được yêu thương và được quan tâm, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh." Cặp đôi nở nụ cười hạnh phúc khi cùng nhau gửi lời cảm ơn đến khách mời, cũng như dành lời ngọt ngào cho bạn đời. Sau đám cưới, nữ ca sĩ liền cho ra MV mới mang tên Ngày Tận Thế và bận rộn với việc đi diễn, quảng bá sản phẩm âm nhạc. Khán giả mong rằng trong thời gian tới cô sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống sau hôn nhân. Nam diễn viên Huy Khánh khiến nhiều người phát hoảng khi sang Hàn Quốc du lịch trong mùa dịch nhưng không đeo khẩu trang, vô tư ăn đồ tươi sống cùng vợ con. Những hình ảnh trong chuyến du lịch Hàn Quốc cùng vợ con vừa được nam diễn viên Huy Khánh chia sẻ khiến công chúng hoang mang khi ở xứ sở Kim Chi hiện đang bùng phát dịch COVID-19. Trên kênh YouTube riêng, nam diễn viên Huy Khánh vừa chia sẻ clip về chuyến du lịch cùng vợ con đến Hàn Quốc. Những hình ảnh trong clip này chủ yếu ghi lại cảnh gia đình Huy Khánh thưởng thức ẩm thực tại một nhà hàng Hàn Quốc với nhiều món ăn đặc trưng của quốc gia này. Tuy nhiên, nhiều người phải phát hoảng khi cả Huy Khánh lẫn vợ là Mạc Anh Thư và con gái Cát Cát đều không đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, mọi người xung quanh cũng không có ai sử dụng khẩu trang mà thoải mái trò chuyện. Đặc biệt, gia đình Huy Khánh lựa chọn an toàn những món ăn tươi sống như bạch tuộc sống, cua sống. Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ thắc mắc sao Huy Khánh và vợ con không đeo khẩu trang để phòng dịch, liệu cả hai sau khi về Hàn Quốc có phải chịu cách ly theo quy định. Tuy nhiên, có vẻ như gia đình của Huy Khánh đã đến Hàn Quốc du lịch từ cách đây khá lâu, trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng đến bây giờ mới đăng tải clip trên YouTube. Trên trang Facebook, nam diễn viên Huy Khánh vẫn chia sẻ hình ảnh đi quay và công tác ở nhiều tỉnh thành bình thường, cho thấy anh không bị cách ly. Trước đó, BB Trần là nghệ sĩ đầu tiên trong showbiz Việt phải tự cách ly tại nhà 14 ngày vì trở về Hàn Quốc sau một chuyến du lịch. Nam diễn viên Huy Khánh cùng bà xã Mạc Anh Thư và con gái Cát Cát có chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Gia đình Huy Khánh thưởng thức nhiều món ăn tươi sống đậm chất Hàn Quốc. Nhiều người thắc mắc về việc Huy Khánh và gia đình chủ quan giữa mùa dịch. Nam diễn viên Huy Khánh vẫn cập nhật hình ảnh di chuyển đến các tỉnh thành để thực hiện lịch trình công việc bình thường. Dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19 đang hoành hành khắp quốc gia trên thế giới. Sau tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc, mới đây Hàn Quốc trở thành quốc gia có người nhiễm COVID-19 lớn thứ hai toàn cầu. Tính đến ngày 28 tháng 2 đã có hơn 2.300 ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, tập trung ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsan. Số ca tử vong lên đến 13 người, số lượng ca nhiễm vẫn đang tăng lên từng ngày, do còn hàng chục ngàn người đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện tại, để tránh lây lan dịch bệnh, chính phủ Việt Nam đã thông báo tạm dừng miễn visa cho người Hàn Quốc. Tất cả các chuyến bay từ đất nước này đến Việt Nam phải đáp ở ba sân bay là Phù Cát, Vân Đồn, Cần Thơ. Riêng những du khách người Hàn Quốc đến Việt Nam và người Việt Nam từ Hàn Quốc trở về đều bắt buộc phải cách ly trong vòng 14 ngày. Vợ chồng Đan Trường tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho quý tử tại biệt thự triệu đô ở Mỹ tiết lộ chuyện chưa kể trong ngày sinh bé.
Gia đình nhỏ của Đan Trường còn hiếm hoi diện đồ đôi cực dễ thương trong ngày sinh nhật lần thứ 3 của cậu quý tử đầu lòng. Vừa qua, con trai Đan Trường bé Ma Thích Thiên Từ đã bước sang tuổi thứ 3. Tuy nhiên vì đang sống ở Mỹ nên phải đến hôm 27 tháng 2, vợ chồng Đan Trường mới chính thức tổ chức sinh nhật cho bé theo đúng thời gian ở đây. Trên trang cá nhân, anh Bo đã chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc mừng tuổi mới của con trai cực đơn giản ấm cúng tại nhà riêng ở Mỹ. Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi cả gia đình Đan Trường cùng diện đồ đôi và ghi lại những khoảnh khắc chung bên nhau nên càng làm người hâm mộ thích thú. Không chỉ chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật con trai, Đan Trường còn tiết lộ cả điều đặc biệt trong ngày bé Ma Thích chào đời cách đây 3 năm. Nhớ năm Thiên Từ sinh ra là ngày 26 tháng 2 năm 2017, lúc đó mưa dầm dề cả tháng, mưa nhiều đến nỗi Sanzo ngập lụt luôn, chưa bao giờ mưa như vậy luôn. Ngày xưa hay là trong chuyện cổ tích, đứa trẻ nào sinh ra mà mưa bão long trời lở đất thường là thần đồng, là làm ông tướng hoặc là người có khả năng đặc biệt. Hy vọng Thiên Từ lớn lên sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa nha bé Ma Thích. Happy birthday Mai Sinh, love you, nam ca sĩ hạnh phúc nói về quý tử đầu lòng. Vợ chồng Đan Trường tổ chức sinh nhật 3 tuổi cực giản dị cho con trai, bé Ma Thích Thiên Từ tại căn biệt thự triệu đô ở Mỹ. Gia đình nhỏ hiếm hoi diện đồ đôi, hạnh phúc ghi lại khoảnh khắc chung bên nhau. Bé Ma Thích Thiên Từ là trái ngọt đầu tiên của vợ chồng Đan Trường sau 4 năm kết hôn. Dù mới 3 tuổi nhưng bé đã thể hiện là cậu bé có trí nhớ tốt, sở hữu khả năng ngoại ngữ đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra bé còn có doanh thu từ quảng cáo. Theo bà xã Đan Trường, mỗi tháng con trai có thể kiếm được hơn 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, cách đây không lâu, bé Ma Thích Thiên Từ còn được ba mẹ thành lập công ty riêng chuyên bán những sản phẩm như quần áo, giày dép và nước hoa. Đặc biệt, bé không có sở thích với đồ chơi mà mê những chiếc siêu xe đắt tiền. Bà xã Đan Trường còn tiết lộ con trai từng gây bất ngờ khi bày tỏ mong muốn trở thành tổng thống trong tương lai. Bé Ma Thích Thiên Từ đúng chuẩn rất kích và sở hữu nhiều tài năng thiên bẩm từ nhỏ.